Chuyển sang chuyên mục an toàn giao thông, người đồng hành cùng với Trâm Anh ngày hôm nay là Việt Cường. Xin mời Việt Cường. Cảm ơn Trâm Anh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lực lượng công an huyện Đô Lương và công an các xã thị đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, công an huyện Đô Lương và công an các xã thị đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường để bày bán các loại hàng hóa gây mất trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực chợ, ngã tư, nơi tập trung đông người qua lại. Đồng thời, bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc vào các giờ cao điểm. Nhờ vậy, đến ngày 29 âm lịch trên địa bàn huyện Đô Lương vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cơ bản không để xảy ra tình trạng an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết, lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A rất đông. Cũng vào thời điểm này, tình trạng kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra khá phổ biến và nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Các lực lượng chức năng đã và đang tập trung ra quân để chấn chỉnh, giải tỏa tình trạng này, đảm bảo đường thông, hè thoáng trong dịp Tết Nguyên đán. Dọc tuyến quốc lộ đoạn qua thị trấn Cầu Sát, huyện Quỳnh Lưu, những ngày áp Tết, không khí mua sắm tấp nập, tình trạng kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang giao thông cũng diễn ra khá phổ biến. Đây lại là nơi có nhiều ngã ba ngã tư giao nhau, khiến giao thông bị ách tắc nhiều đoạn. Lực lượng chức năng đã phải huy động 2/3 quân số tập trung cho công tác phân luồng và giải tỏa hành lang giao thông, nhất là các điểm kinh doanh bán hoa cây cảnh dọc tuyến quốc lộ. Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn huyện thực hiện tuần tra tuần lưu tại ngã tư các những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những hồ lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Lực lượng tăng cường thời gian thời lượng và bám chốt để giữ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Là địa bàn có nhiều điểm kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 1A nên ngay từ Tết Dương lịch, huyện Quỳnh Lưu đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dọc các tuyến trọng điểm, đồng thời tăng cường lực lượng chức năng cấp huyện, xã tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở. Huyện cũng đã quy hoạch 6 điểm bán hoa cây cảnh và 6 bãi đỗ xe. Thì Ủy ban huyện đã phân công cụ thể các thành viên của Ban An toàn giao thông huyện để phụ trách các lĩnh vực địa bàn, chỉ đạo công an huyện tăng cường lực lượng. Riêng lực lượng đội cảnh sát giao thông huyện là tăng cái số ca đi tuần cũng như là số chiến sĩ đi tuần tra. Thứ hai là các xã thị trấn thì ngoài lực lượng công an xã thì huy động thêm các cái thôn đội trưởng rồi các thành viên trong hệ thống chính trị để mà tuyên truyền vận động. Đoạn qua thị trấn Diễn Châu, giao thương buôn bán ngày Tết cũng ngập ra cả lòng đường. Và nếu tình trạng trao đổi buôn bán ngay sát lòng đường quốc lộ, nơi có nhiều xe trọng tải lớn đi qua như thế này, thì nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Nhiều đoạn qua thị trấn huyện Diễn Châu cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn, lộn xộn. Mọi người dân thì chúng ta nên cần phải có ý thức là lùi vào lòng đường, nếu như cần phải buôn bán thì cần phải đi dành lại lòng lề đường để cho xe cộ đi lại. Lực lượng chức năng thì có lẽ cần phải ra quân nhiều hơn, cộng với là tích cực là ra quân nhiều để đặc biệt là trong cái dịp Tết. Với việc huy động tối đa các lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông ngày Tết tại các điểm kinh doanh dọc tuyến quốc lộ 1A đã góp phần giảm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo phương tiện qua lại được thông suốt hơn. Tuy nhiên, càng đến ngày Tết thì phương tiện tham gia giao thông ngày một đông, giao thương buôn bán sẽ tấp nập hơn. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh mặt hàng sẽ lại tiếp tục. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, có chế tài xử lý dứt điểm, góp phần đảm bảo đường thông hè thoáng để người dân ăn Tết an vui. Chuyên mục an toàn giao thông chiều nay xin được phép kết thúc tại đây. Và xin được cảm ơn Tổng ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Cổ phần Trung Đô, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển Xây dựng Miền Bắc đã luôn đồng hành tài trợ phát sóng chương trình. Và chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi tham gia giao thông. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại bản tin chiều cùng với Trâm Anh. Xin mời Trâm Anh. Cảm ơn Việt Cường. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin kinh tế tài chính trong nước và quốc tế với những nội dung chính.